mang thai, chế độ dinh dưỡng của mẹ sẽ có nhiều thay đổi để nuôi thêm một cơ thể khác. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là mẹ cần ăn thật nhiều, thật bổ cho hai người. Thay vào đó, mẹ cần xây dựng chế độ dinh dưỡng thai kỳ khoa học, hợp lý và tránh những hiểu lầm dưới đây. 1. Ăn càng nhiều càng tốt. Hậu quả trực tiếp của việc mẹ ăn quá nhiều khi mang thai là tăng nguy cơ bị béo phì, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật. Ngoài ra, mẹ ăn nhiều có thể khiến bé nặng cân hơn mức tiêu chuẩn, làm tăng nguy cơ mắc chứng loạn dưỡng và khó sinh. Em bé của mẹ bị tiểu đường thai kỳ cũng có nguy cơ bị tiểu đường béo phì, hạ canxi máu, đa hồng cầu, bệnh tim mạch trong tương lai. 2. Ăn nhiều trái cây và các loại hạt. Các bác sĩ đều khuyên mẹ bầu nên ăn trái cây và các loại hạt trong thai kỳ bởi chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng tốt cho mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mẹ nên ăn cả cân trái cây hay hạt một ngày. Hấp thụ quá nhiều calo, chất béo và đường có thể dễ dàng gây ra các triệu chứng như là béo phì khi mang thai, tiểu đường thai kỳ và sinh con quá cân. Nói chung, mẹ nên ăn trái cây và các loại hạt trong thai kỳ ở mức vừa phải, không được vượt quá 250g một ngày. 3. Bổ sung canxi càng nhiều càng tốt. Nhiều mẹ nghĩ rằng bổ sung nhiều canxi khi mang thai sẽ giúp em bé khỏe xương, cao lớn khi chào đời. Tuy nhiên, mẹ bổ sung quá nhiều canxi so với nhu cầu của cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ bị sỏi thận và hội chứng sữa muối kiềm, ảnh hưởng đến chức năng thận. Vì vậy, tốt nhất mẹ bầu nên hấp thụ canxi thông qua đường ăn uống và chỉ bổ sung các chế phẩm canxi khi bác sĩ yêu cầu. 4. Hạn chế ăn tinh bột. Nhiều mẹ bầu hiện đại thực hiện chế độ ăn không tinh bột hoặc hạn chế tinh bột để tránh tăng cân nhiều. Tuy nhiên, chức năng chính của tinh bột là cung cấp năng lượng và duy trì đường trong máu. Sự trao đổi chất của các tế bào não của mẹ và em bé vào nhau thai cũng phụ thuộc vào mức tiêu thụ đường trong máu để lấy năng lượng. Mẹ bầu thiếu tinh bột có thể gây ra hạ đường huyết và tạo ra cơ thể ketone gây độc cho hệ thần kinh. 5. Uống nhiều vitamin. 3 tháng đầu thai kỳ là giai đoạn em bé hình thành và phát triển những cơ quan quan trọng của cơ thể. Trong thời điểm này, mẹ cần lưu ý khi bổ sung vitamin. Thừa vitamin A có thể gây dị tật thai nhi, thừa vitamin C dễ dẫn đến sảy thai. Chính vì vậy, vitamin được khuyến khích bổ sung trong 3 tháng giữa của thai kỳ và theo hướng dẫn của bác sĩ. 6. Chỉ cần ăn uống là đủ. Các vitamin, chất dinh dưỡng hấp thu qua đường ăn uống luôn được ưu tiên. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết chỉ ăn uống không có thể chưa đáp ứng được đủ nhu cầu cả cơ thể mẹ và bé khi mang thai. Chính vì vậy, mẹ bầu nên khám thai định kỳ đúng lịch và bổ sung thêm viên thuốc bổ theo chỉ định của bác sĩ. Chế độ dinh dưỡng của mẹ khi mang thai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của em bé trong bụng. Vì vậy, mẹ bầu cần tránh những quan niệm sai lầm, hãy chọn lọc thông tin và bổ sung dinh dưỡng một cách khoa học nhất để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong suốt thai kỳ. Không nên quá lạm dụng hoặc bồi bổ quá mức đều không tốt. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!